Hello, xin chào các bạn nha. Mình ở Thi đây. Hôm nay mình đang ở cơ sở đục tượng Phật Văn Thống ở Cam Ranh, trên hành trình xuyên Việt tâm linh anh chị nha. Lần này là mình đi để mình kết nối với các cái chùa đang xây dựng dở và các cơ sở Phật giáo, các cơ sở đục tượng Phật, các cái nơi tâm linh để mình kết nối. Thì cái lý do mà mình về mình làm video ở đây ấy, là mình cũng đã giúp rất nhiều Phật tử thỉnh tượng Phật tại cơ sở Văn Thống này. Và cái cơ sở Phật Văn Thống thì làm Phật rất có tâm anh chị ạ. Cái diện của các ngài rất đẹp, rất đẹp. Đây là mình bộ, đây là bộ pho tượng dược sư anh chị này, dược pho dược sư này, bảy bộ này, bảy màu này. Bây giờ mình chỉ quay cho anh chị xem qua. Đây là hình, cái hình của các ngài mà chưa sơn anh chị nhé. Hình này hình chưa sơn này, sơn này. Và khi sơn lên cho nó đẹp thế này đó, thế nên nó đẹp thế này đó. Và có rất nhiều tượng anh chị nhé. Bây giờ mình để quay cho anh chị xem các cái mẫu tượng, thì các anh chị nào có nhu cầu mà muốn thỉnh tượng Phật đấy bằng composite ấy, và chất lượng cao ấy, thì anh chị có thể kết nối với bên cơ sở Văn Thống để mình đặt cho mình cái pho tượng ưng ý nhất anh chị nhé. Ok, bây giờ mình để quay lại cho anh chị. Đây là những mẫu tượng anh chị nhé, những mẫu tượng đấy, có rất nhiều tượng anh chị này. Đây là bồ dược sư cao 40 phân này, chưa sơn anh chị nhé. Hầu hết tất cả những tượng ở đây là mình khi mình đặt hàng thì mình mới chọn màu sơn để mình sơn anh chị nhé. Đấy, có rất nhiều mẫu tượng, rất nhiều mẫu mẫu tượng đẹp, có đầy đủ kích thước anh chị nhé. Đấy, đầy đủ kích thước. Đây là bồ dược sư cao 65 anh chị này, có lá đề mà chưa chưa hoàn thiện này. Đấy, đây là tượng bổn sư anh chị này, tượng bổn sư cao 1m2 anh chị này. Đấy, tượng A Di Đà, tượng Quan Âm này, tượng Địa Tạng này. Nói chung là ở đây có tất cả các mẫu tượng anh chị nhé, rất đẹp. Và đặc biệt đây là người chủ cửa hàng đây làm tượng rất có tâm. Phải nói rằng là mình cũng đã đi tìm hiểu và chia sẻ về tượng Phật rất nhiều. Và mình thấy rằng là đây là một trong những cái cơ sở mà có diện khi mà sơn lên diện các ngài rất đẹp, rất là có hồn anh chị ạ. Đấy, một pho tượng rất có hồn đó. Đây là cơ sở, toàn bộ cơ sở của anh Văn Thống, chủ cơ sở ở đây. Đây là cô nhân viên bán hàng. Đây là cô nhân viên bán hàng đã tư vấn cho mình rất nhiều pho tượng đẹp. Em có thể chia sẻ vài điều về bản thân được không? Yeah. Em không biết nói chuyện. Cô là mà chú bán hàng thì cô tư vấn rất nhiệt tình, nhưng mà nói chuyện thì cô rất ngại. Đấy, thì hôm nay trên hành trình mình đi xuyên Việt từ từ Hà Nội vào Sài Gòn anh chị ạ, thì mình cũng ghé thăm cái cơ sở đúc tượng của anh Thống. Thì mình thấy là ở đây thì tượng rất đẹp, rất nhiều mẫu mã, nên là mình cũng review một cái video ngắn để cho anh chị có thời gian và có cái cơ hội để tìm hiểu về cái các cái bức tượng mình đang muốn thỉnh. Đấy, ở trong này là xưởng anh chị này, con này là xưởng này, là đội thợ kỹ thuật đang làm này. Đấy, đây là bàn kỹ thuật, bàn đang lên khuôn này. Người thật việc thật anh chị nhá. Đây, người thật việc thật nha. Chào em nha. Đấy, em đang chỉnh sửa đúng không? Nhìn tượng đúng không? Đấy, làm rất tỉ mẩn từng cái, từng khâu một. Và đặc biệt đây là tất cả các cái màu tượng là do đích thân anh chủ cửa hàng anh Thống là người sơn anh chị nha. Sơn diện nha, làm đẹp nha. Đó, thì có rất nhiều màu mã để cho anh chị lựa chọn. Thì những anh chị nào mà có duyên với cơ sở tượng Phật Văn Thống thì kết nối với bạn Tuyên Lê nhỉ? Tuyên Lê, em tên Lê hay tên Tuyên? Tuyên đấy, tên Tuyên. Tuyên ạ. Bởi vì mặc dù bạn hàng nhau lâu nhưng mà chỉ quen nhau Facebook thôi anh chị ạ, chứ không. Còn ngoài này nữa anh chị nhé, ngoài này nữa. Đây là bộ, cái là bức tượng 1,5 m có sẵn anh chị nhé, tượng bổn sư 1,5 m có sẵn. Đấy là hình dạng như vậy, là phần thô anh chị nhé. Thì khi sơn lên đẹp lắm, bởi vì mình đã từng đặt rất nhiều tượng ở bên đây về cho các chùa và về cho các Phật tử ở ngoài Bắc đó. Thì mình thấy là nó có nhiều 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 cái sự
độc đáo riêng. Thế nên mình cũng quyết định là mình làm video này. Đấy, mình quay cho các bạn xem một tí là anh Thống đang phá sơn à. Đây. Đấy. Đây là anh Thống chủ cửa hàng nhé. Anh Thống chào bà con nha một tiếng nào. Đấy. Anh rất là hiền nhé, và anh làm việc rất quan tâm. Thấy anh làm việc rất cẩn thận. Mình đã vào đây xem anh làm và mình thấy những cái hình ảnh mà khi mà các bạn Tuyên đem lên lên mạng thì thấy là người thật việc thật, và hình tượng rất là đẹp. Đây, đây một cái bộ tượng rất tượng dược sư nhỏ nhưng mà các bạn nhìn thấy không, rất là thật tượng nhé. Đấy, thì hôm nay mình chỉ làm mình chỉ quay đây thôi. Còn hôm sau bạn Phương nhé, giúp anh quay review từng bộ một nhé. Bộ một anh sẽ scan vào và anh làm một cái video nói về cái cơ sở tượng Phật của bên mình để cho nhiều Phật tử biết đến và thỉnh được nhiều bức tượng đẹp nhé. Ok. Chào mọi người nhé. Ok. Em chào anh Thống nhé. Ok, chào anh.